Ê anh Thức, mấy ngày này quên em hỏi cái này cái ai? Vụ gì nữa rồi, đem điện thoại đi sửa nó về đây. Thấy người ta sửa điện thoại miễn phí cái cầm cầm hai điện thoại mà cười là biết rồi, cái mặt gian gian cười là biết rồi. Sao biết chi trời? Trời, bởi vì thấy mà hai đứa cầm hai ba điện thoại theo là biết là nhờ sửa cái này, sửa cái nọ, sửa kia. Thấy người ta sửa miễn phí được á, cái hỏi hoài hỏi quỷ à. Chị đem ra ngu gì đem ra tiệm chi cho tốn tiền trời. À nhưng mà hỏi gài thấy mấy cái mẹo sửa điện thoại thấy ok không? Biết bao nhiêu người luôn rất rất là thích những cái mẹo sửa điện thoại anh mà người ta làm được tại nhà luôn nha. Nhiều người cảm ơn quá trời mà. Phải biết cái công thức TV một khi mà đã làm một cái gì á là phải ok và tất cả mọi người đều sẽ làm theo được. Nè anh coi cái này giùm em cái. Sao? Giống như bị đứng máy rồi cái em tắt nguồn không được luôn á. À có nghĩa là những cái dòng iPhone á mà đứng máy rồi là không bao giờ tắt nguồn được. Đúng đó. Rồi, còn không là nó bị tắt nguồn là em mở lên không được, là nó bị vấn đề gì ta? Biết bị cái gì không? À bị lâu lâu á là cái chương trình mình xài nhiều quá nên nó treo máy. Thứ nhất là bị cái tình trạng là treo máy. Đúng rồi, đúng thứ rồi. Hai á treo máy là tắt nguồn được, tại quẹt nghe không được. Và thứ ba là cái tình trạng á là nó bị đang xài là nó tắt ngang luôn. À nó tắt ngang nhưng mà mình găm sạc nó cũng không vô, găm sạc nó cũng không lên. Nó không hiện lên. Mở nguồn nó cũng không lên, làm bất cứ cái gì nó cũng không lên chứ. Đó là nó có một cái nguyên do. Bị đó. Màn hình hay sao? Không phải bị màn hình đâu. Lâu lâu đem ra thở á thì thường nói là mà thứ nhất hư màn hình nè, còn thứ hai thứ mất nguồn nè. Nhưng mà những cái đó đừng khoan hay đem ra thở, hãy làm theo cách được của mình, bảo đảm 100% sẽ lên đại được. Nếu điện thoại mình không có hư sẽ lên lại, trừ khi là điện thoại bị hư mất nguồn thật sự thì nó mới lên không lại được thôi. Chờ chút xíu đi để anh sửa luôn cho. Nó chứ cái này là không cần đồ nghề. Ghê vậy? Không cần đồ nghề sao tách nó ra được biết được? Hả? À, nó chờ chút xíu để đem cục sạc ra một cái trời. Rồi, đi. Đây nè. Đối với những cái điện thoại mà nói chung á là một thứ nhất á là nó sẽ bị tắt tối thui nè. Đó, mà găm hoài găm quỷ nó không báo không dễ chân, để nguyên ngày nguyên đêm luôn nó vẫn không lên. Đúng rồi. À, thứ nhất là iPhone. Nó cũng vậy. Hoặc là những cái Vivo, Oppo, những cái máy mà xài dòng Android á. Thường thường là cái này là nó ư bị nè. Đúng rồi, cái dòng này cái là ư bị là nó hay là bị, tại vì á là cái máy nó yếu. Đúng rồi, lúc em có xài em biết có một cái á, em bán bỏ luôn á. Nó rất là chậm nha cả nhà, tại vì nó dạng cái hàng mà nói chung là hàng không có được xịn lắm. Nó dạng hàng rẻ tiền, hàng trung bình á, mà mình xài mà mình lưu nhiều quá nè, nó đầy bộ nhớ, đầy ra đầy nọ là nó bị lỗi đó, mình phải xét lại cái chút xíu. Đang xài cái bây giờ mình sẽ chỉ cho cả nhà một cái iPhone nha. Thí dụ á là mình á là đang xài điện thoại iPhone mà nó bị treo cái màn hình vậy nè. Đó, nó bị treo màn hình hoài. Đó. Bây giờ mình bấm tắt nè. Đây, mình bấm nút nguồn. Đó. Đây. iPhone này thường thường á là bấm nút nguồn nó không có tắt được nha. Mình phải bấm nút âm lượng lớn nè. Bấm lượng lớn, bấm lượng nhỏ rồi xong bấm nút nguồn. Thì nó sẽ hiện ra một lần vậy nè. Nhưng mà bây giờ mình quẹt không được thì làm sao tắt nguồn được. Đúng rồi. Thường thường là mình phải quẹt cái này qua nè, được thì nó mới tắt được, còn không thôi nó đơ vậy mình đâu có tắt được đâu. Để mình sẽ chỉ cho cả nhà một cái mẹo nữa nè. Bây giờ nó vậy nè phải không, thì mình sẽ đây, mình sẽ giữ cái nút nguồn luôn. Bấm nút âm lượng lớn nè, bấm âm lượng lớn một cái nè, âm lượng nhỏ một cái nè. Bây giờ mình sẽ bấm giữ nút nguồn, giữ lâu thiệt lâu nha. Đó. Rồi đó là nó ra ngoài lại nè. Nó ra ngoài lại. Bây giờ mình bấm một lượng lớn nè, bấm một lượng nhỏ nè, mình bấm giữ luôn nút nguồn. Chứ mình không buông nha. Tại vì những dòng máy cao là mình phải bấm đúng rồi, đúng không? Chỉ dòng iPhone nó vậy thôi. Đó. Bây giờ cái máy mà nó đã tắt rồi. Đó, nó tắt nguồn rồi nè. Thì mình sẽ mở lên, nó tự mở lên lại là cái máy hết treo. Cái này nó chỉ là bị treo mấy những mình xài nhiều quá, xài ứng dụng nhiều quá là nó treo lại vậy thôi. Cái này rất là đơn giản luôn. Thường thường mà đem cái này vô á, thường thường những cái người thợ không biết á sẽ phải đút vô chạy chương trình lại. Đúng rồi, thường thường là gì? Nói máy bị này bị nọ để sửa. Nhưng mà thật sự ra mình chỉ cần tắt nguồn lại là mở lên là xài được bình thường rồi, đâu có bị gì đâu. Chắc em chụp hình nhiều quá hay là đúng em rồi, nhiều chụp quá. Hình nhiều quá hoặc là sử dụng nhiều quá thì thường thường bị vấn đề này. Nhớ nha cả nhà, mới mốt á, dù cho là cái máy mình á đang xài iPhone mà treo cỡ nào treo, không cần biết mà đem ra thợ còn đòi chạy chương trình lại, làm theo cách này lời của mình. Làm thứ trước nhất, đi. Làm trước đi rồi hạ là đem ra thợ sửa. Nếu không được thì đem ra nếu thợ. Mà cái dòng điện thoại mà iPhone mà có cái nút home luôn. Thì mày sẽ nhấn giữ nút âm lượng lớn, cái nút âm lượng nhỏ như nút nguồn với giữ nút home là tự động cái máy chút xíu nó sẽ tắt, nó mở lại. Là nó xài bình thường thôi. Còn như mấy dòng máy này sao? Nãy giờ mình chỉ cái nhà là cái iPhone là hiểu rồi phải không?
À, mà mốt tránh cái mất tiền quan cái kiểu này ha, điện thoại mất nguồn đừng đem đi sửa nha. Đúng rồi. À, thí dụ mà cái điện thoại này nè mà đang bây giờ là nó bị treo hoặc là nó bị tắt vậy nè, mà mở hoài mở lên găm sạc cũng không vô luôn, thì mình sẽ có một biện pháp nó mình xử lý. À, đối với cái này thì nó khác hơn nha. À, nói những cái dòng này thì nó khác hơn. Mình bây giờ mình bấm lên nè, bây giờ mình bấm nút cuồng nè. Đó, mình giữ nút cuồng thì bây giờ mình á là không nhấp vô đây được thì nó sẽ cái máy nó không tắt. Cái lúc này á thì mình á là phải bấm nút âm lượng nhỏ nha, nút âm lượng nhỏ trên tất cả cái máy đều vậy. À, bấm nút âm lượng nhỏ với bấm nút nguồn, giữ hai nút liên tục là nó sẽ tắt. Đây cái máy đang mở nè, phải không, giữ hai nút liên tục nè, không cần đụng màn hình máy vẫn tắt và khởi động lại. Chứ mình bấm luôn một nút nguồn thì nó sẽ không tắt. Không tắt được. Đây mình để giữ nè, chút xíu nó sẽ rung cái rồi nó sẽ tắt. Đó, nó rung một cái là nó sẽ khởi động cái máy lần lượt, không cần chạm màn hình. Vẫn tắt nguồn. Cái này người ta gọi là tắt nguồn nóng. Bởi vậy nhiều khi xài cảm ứng đâu biết được. Cái máy mình mà lâu ngày mình xài lâu ngày hơi bị chậm, làm theo cách này của mình máy sẽ mượt lại hơn. Tại vì là những cái mà ứng dụng mà ngầm trong máy nó sẽ loại bỏ hết luôn. Đơn giản cái một à, là cái này tắt nguồn nóng mà. Là loại bỏ hết. Tắt cái kiểu này là không móc dù chỉ một thứ gì nha cả nhà. Cái này là y gan mình tắt nguồn thôi, mình đổi lại thôi. Nhiều khi á là cái máy mình lỗi, thứ nhất là nó có thể là lỗi là cái màn hình nó còn sáng. Đúng rồi. Là mình còn thấy ứng dụng được. Còn thứ hai nó có một cái lỗi nữa là lỗi nhưng mà cái màn hình nó tắt tối thôi luôn. Thì mình sẽ giữ hai nút y gan giữ luôn. Nếu nói là một cái cách đơn giản nhất là thí dụ mà cái nãy máy có 3 nút thì mình sử dụng nút home, nút nguồn với nút âm lượng nhỏ. Còn cái máy 2 nút á thì mình sử dụng nút âm lượng nhỏ với nút nguồn. Mình cứ giữ hoài như vậy đó là nó sẽ tự bật nguồn lên, là sự tự khởi động lại. Là mình ai máy mình xài thì bình thường. Không, em thấy lướt nhanh hơn rồi nè. Đúng rồi. Chạy nha. Những cái máy mà làm như vậy rồi một lần á là tự động sẽ mướt nó nhanh hơn. Cả nhà nếu mà không tin theo mình á, bây giờ thí mình đang cầm cái điện thoại nào trên tay á, lấy cái điện thoại tắt nguồn ngang thử theo cách mình thử coi có được không? Im. Hiệu quả. Đâu có cần mà thí dụ mà thường tắt nguồn như nè. Đó, tắt nguồn cái mắt bấm nút nguồn nè, rồi màn hình lỡ cảm ứng nó treo hoặc là gì đó rồi nó tối thui luôn, mình đâu có thấy đâu. Tại vì bị treo là mình đâu có bấm cảm ứng được đâu, bởi vì em bực bội chết luôn. Đúng rồi, nó bị đơ. Bởi đây gì? Mình phải nhấp nút nguồn nè. Nãy giờ mình chưa có một cái thao tác nào mà đụng vô cái màn hình luôn á. Nhưng mà khởi động máy lại bình thường. Thì đó em có một cái rồi, tắt nguồn hoài mở đâu lên đâu, em đâu biết mở lên đâu. Đúng rồi. Rồi xong em bán bỏ luôn á. Hôm nay có rất là nhiều người bởi hỏi mà cái vụ mà cái điện thoại mà đang xài mà tại sao bị mất nguồn, có cách nào sửa lại không? Đây là mình chỉ cho cả nhà là hoàn toàn miễn phí, là đây là những cái mà thí dụ mà thợ mà có tâm á, thì thường thường ta sẽ chỉnh giùm. Còn thợ mà nói chung lương lẹo chút xíu á là thường thường ta đem vô kiếm sống mà tình. Người ta không phải kiếm sống chứ, dễ ăn tiền mà. Đúng rồi. Bởi vì người ta nói là muốn biết được cái bệnh chỗ nào á là phải đi học mới biết được. Người ta bỏ con như học thì người ta phải lấy lại được cái gì đó thôi. Nhớ nha cả nhà, đây là cách sửa điện thoại mà đang sử dụng bị đơ hoặc bị mất nguồn, bị đang vậy. Có cái trường hợp nữa nha. Mình đang xài nè, sạc hoài sạc quỷ nó không vô luôn. Đúng rồi, có tình trạng đó nữa. Cắm sạc hoài cắm vô luôn, làm theo cách của mình trước khi ở đây làm tôi sạc. Đúng rồi, anh cứ còn dấu lời nhiều lắm nha, cái nhà có gì cứ bình luận lên. Có gì cứ bình luận bên dưới cho mình chỉ cho cả nhà. Cả nhà thấy mẹ mình có hay quá đó, nhớ comment bên dưới cho mình. Đó nha, hoặc là bấm like chia sẻ mọi người cũng biết. Để sao? Để cho cả cộng đồng mình á, có ai mà bị điện thoại bị hư vậy người ta sửa. Tại vì bây giờ em bé nhỏ xíu cũng xài điện thoại. Đúng rồi, bây giờ ai sử dụng cũng sử dụng điện thoại hết trơn á. Nhớ nha, làm theo cách mình thôi. Bây giờ mình có điện thoại mà chưa hư nè, mình làm theo cách của mình đi. Nếu gọi tới mà cái ngày mà bị treo á thì làm lại y gan vậy. Đúng rồi. Không chạy nhanh hơn nè. Đang cầm mình thử trước một cái đi, biết liền à. Ok. Ừ. Im nha.